Chào các bạn đã đến với kênh dạy nghề sửa chữa máy may Nam Tuyển. Thì video trước mình đã hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh móc và lấy chiều sâu trục kim của máy Kansai. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh giá đỡ của máy Kansai và chỉnh bàn lừa cao thấp hay gọi là chỉnh răng cưa của máy Kansai. Thì trước hết là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là chỉnh cái giá đỡ làm sao cho nó đúng và chỉnh ở cái thời điểm nào cho nó phù hợp. Thì giá đỡ thì bao gồm nó có hai cái, một là cái giá đỡ này gọi là giá đỡ trước và đây nó có cái giá đỡ sau. Thì giá đỡ này mình tạm thời mình tháo ra để mình hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh cái giá đỡ trước, phía trước này trước ăn, rồi sau là mình sẽ ráp cái máy cái giá đỡ ở phía sau này ra. Thì cái giá đỡ này giờ chỉnh làm sao thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt chỉnh như này. Khi ta quay lên kim cái móc này và tiếp xúc với cái kim này, cái kim trong cùng, thì cái giá đỡ này nó sẽ có trách nhiệm là tiếp xúc, nó sẽ đến và tiếp xúc với cái kim này và nó đỡ cái kim trong này. Thì thứ nhất là chúng ta cũng phải chỉnh cả cái độ nghiêng của cái giá đỡ này, độ nghiêng và độ cao trước này. Khi làm sao mà khi cái giá đấy, chỉnh độ cao là cái móc này tiếp xúc với cái kim này thì cái giá đỡ này nó sẽ đến, nó đỡ cái kim này, đỡ kim này, thì cái giá đỡ này nó sẽ đỡ ở phía dưới cái lỗ kim chứ không phải là đỡ trên của lỗ kim, tính từ mép dưới của lỗ kim đổ xuống. Thế cũng có, nếu mà chúng ta mà chỉnh cho cái giá đỡ này mà nó cao vượt cả lỗ kim thì cái xác suất mà nó bỏ mũi của cái kim này rất lớn, cái cán và cái lỗ kim này nó sẽ làm cho đổ cái sợi chỉ đó vào vòng chỉ đó về một bên, thì cái khi móc đến thì nó sẽ bị bắt trượt, nó sẽ gây ra bỏ mũi. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chỉnh cái giá độ nghiêng. Và chúng ta sẽ chỉnh cái độ nghiêng này à. Chỉnh làm sao khi cái giá đỡ này, cái móc này đến tiếp xúc với kim này thì cái giá đỡ này nó cũng vừa tiếp xúc với cái kim này, và bên trong này còn là nó có hơi độ hở rất nhỏ thôi, độ hở rất nhỏ. Thì lúc này ta sẽ nhả mở cái ốc này ra cho nó nhẹ, cho cái giá đỡ này vào tiếp xúc với kim, nó gọi là hơi tựa vào kim đó. Đừng tựa nhiều quá, tựa nhiều quá nó sẽ sinh ra ma sát lớn thì nó sẽ xác suất nó đã biến chỉ. Đấy, ta ấn này xem nó có độ hở này. Rồi, ok, đây nó hơi hở nhỏ này, hơi hở nhỏ. Rồi, ta vặn ốc này lại và ta kiểm tra lại. Rồi, vẫn hơi hở. Rồi, ta cho cái giá đỡ này vào xíu nữa. Khi ta chỉnh xong cái giá đỡ này, ta kiểm tra lại xem đây nó có độ hở không. Rồi, hết hở. Rồi, đây, ok. Rồi tiếp theo ta sẽ ra ráp cái giá đỡ phía trước mình lại.
Cái giá đỡ này là ở cái thời điểm là khi cái móc này, đây, khi cái móc này nó quay ra tiếp xúc với cái kim ngoài cùng này, thì cái giá đỡ này nó cũng vừa cái móc này tiếp xúc với cái kim ngoài cùng này, thì giá đỡ này nó cũng tiến vào và nó sẽ sát với cái lưng kim của cái cây kia ngoài cùng này. Và đồng thời cái giá đỡ này này nó cũng bắt ở, cũng bắt đầu tiếp xúc và cũng ở mép dưới của lỗ kim. Mà chúng ta sẽ chỉnh cái độ nghiêng cũng ngược lại tương đối giống như cái giá đỡ của cái phía trước, phía sau. Thì cái này, thì cây này tiếp xúc, móc đến tiếp xúc với cái kim ngoài cùng này, thì giá đỡ này nó cũng vừa tiếp xúc với sát với cái kim này, và trong này cũng độ hở rất mỏng, chứ không phải 0.5. Nếu chúng ta chỉnh cao quá thì nó sẽ gạt vào lỗ kim, mà sát quá thì nó sẽ bị gây ra là đứt chỉ, vì lúc đó nó cái giá đỡ nó quẹt vào cái kim nhiều, nó sẽ tạo ra ma sát và nó nóng sinh nhiệt, nó sẽ dễ gây đứt chi, đứt chỉ. Đây, giờ mở ốc này lỏng ra. Đấy, ta quay đây, tiếp xúc với cây ngoài cùng này. Này, chúng ta kiểm tra này, ấn ngược lại này, kiểm tra độ hở này, rồi hở nhiều quá, hở này. Đấy, ta gõ đây này, gõ đây cho nó vào này. Đó, kiểm tra này xem hở không này. Rồi, ok, gần ok rồi, thêm tí nữa. Rồi, ok. Hai cái giá đỡ này nó tác dụng này là khi mà kim đi xuống và ở cái chu kỳ đi lên, bắt đầu đi lên, thì cái móc này tiếp xúc với cái kim này, thì giá đỡ này nó sẽ giữ đến tiến sát vào cái kim này, và để giữ cho cái kim này nó ổn định. Và cái này, cái móc này tiếp xúc với cái kim ngoài cùng này, thì giá đỡ này nó sẽ đến tiếp sát đến, và đồng thời nó sẽ đỡ cái kim này lại, mà đồng cả hai cái giá đỡ này nó sẽ giữ cho thăng bằng, cả ba cái kim này nó chạy ổn định vị trí mà nó không bị thay đổi. Cái giá đỡ này rất quan trọng, nếu chúng ta mà chỉnh sai mà không có độ hở lớn quá thì nó rất dễ gây ra bỏ mũi. Nếu sát quá thì nó sẽ dễ ra gãy kim và đứt chỉ. Và cái phần giá đỡ thì chỉnh là đã xong. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách chỉnh cái răng cưa cao thấp làm sao cho nó đúng. Thì bây giờ là trước hết ta quay ra kim lên cao nhất. Thì cái tiêu chuẩn của cái bàn lừa này, của cái răng cưa này, thì tính từ đỉnh của răng cưa này với cái mặt nguyệt này là gần được 1 ly. Đấy, thì ta mở ốc phía bên này ra. Đấy, ta sẽ hạ cái bàn lừa bên này xuống. Bây giờ hiện tại giờ nó đang hơi cao, ta hạ nó xuống. Đó, đảm bảo không phải không bảy là được gần 1 ly. Bên này như cái này, cái bàn lừa này thì chúng ta không thể chỉnh 0.7 được. Theo kinh nghiệm là mình sẽ chỉnh cái này nó hơi cao hơn so với cái bàn lừa trước này. Thì cái này 0.7 thì cái này mình sẽ chỉnh độ cao của nó độ 0.08 hoặc 0.09 để cho nó có độ đẩy vải cho nó tương đối tốt. Nếu mà chúng ta đẩy cái bàn lừa này và cái bàn lừa này bằng nhau, nếu mà chúng ta may đến cái đoạn giáp nối sườn ấy, hoặc là điểm cao thấp, thì cái độ đẩy của nó sẽ kém, và đến cái điểm cao thấp đấy là cái chỉ nó sẽ không được đều, và đến đó nó sẽ bị nhíu, không vượt được có thể nhíu, hoặc là cái chỉ nó bị dày chỉ lại.
chúng ta kiểm tra này, kim lên cao nhất này, là liều phía trước này 0,07 này, độ cao là 0,07 này, tính từ đỉnh răng của răng cưa này xuống với mặt nguyệt là độ cao nó 0,07 này, thì đằng trước này, từ phía ta ngồi này, thì bàn lừa này sẽ phải cao hơn đằng này. Như thế mình đã nói với các bạn, thì để cho nó trường hợp là nó may, nó sẽ đẩy vải tương đối ổn định, là sẽ ổn định. Ở cái trường hợp là ta may lên điểm dắt nối, sườn hoặc là nách, hoặc là bất cứ điểm nào nếu nó cao thấp, thì cái điểm này, cái bàn lừa này sẽ có tác dụng là đẩy cho cái vượt, để nó vượt cái đoạn dắt nối đó. Bài chia sẻ của mình hôm nay đến đây là hết. Các bạn xem, hãy like, comment và chia sẻ bài của mình, và nhớ đăng ký kênh của mình để được theo dõi những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.